còn đấy refractive index đấy refractive index đại miên trong pu phục hết material đại miên gì loại plastic chỉ cái chọn isolong đó chứng refractive index việc can đặt tích phim thla phim đại phần lưu à chỉ cho bán cứ bàn can đặt nghỉ ok còn nhôm này sang máy nữa refractive index bà kia nhảy bên này rụt chiều với bà người ta chỉ màu kia là tô màu kia đại phần lưu chỉ điện chỗ đó nữa trong bảo vệ sạp khăn quýt và lưu đại chỉ điện chỗ bán hay lột cho ra đấy là đại transparent trên bán đó trình bị mặt hàng từ mặt hàng bán là bà dương mưu tật thì những tật khá bà này tha tật sở mốt thả là chân refractive index đó bỏ tật sở mốt tật chiến refractive index đó bỏ tật bằng để lõ đó này dù lấy sao mai nhé dùng đây refractive index cái đối biện propagation này nâng cứ khi dương bà cho ra này nó ngọt telecommunication nâng bà thả ca và chun việc chọn bị chun chênh propagation đó dispersion thì người dùng para sẽ bị chạy cái tên dùng para cho ra mình đây cho những riêng node riêng riêng bỏ para ấy nè node tục ở tây ra chạy thì bị chạy tên tâm bình mắt nằm ở đông nằm tâm bình mắt nằm ở đông nằm ok ở dương miên nè rụp một môn nè nhà tao ban giấy vòng đấy rụp một môn này chắc là nó có dòng khăn này dây từ bông lá cứ thời trăm cho bạc kia bôi dần bạc đàn á nè cho bạc reflection cái nhé cho bạc reflection reflect ban này thật plat cho bạc reflection cứ mốm bác hay reflect màu vinh nó cứ bông đi mà cái này nè con đấy mưa bạc được phút mưa nhùm này mưa bạc được phút mưa nhùm này mỗi chữ bạc này đó là bên chữ bạc refractive index là bên đây là bao nhiêu vị trí châu tới vị châu tới mặt trời than mới tiết với phương áo ấy miền bắc bị sao đấy như vậy đã từ vô tật nước non cao tật nhưng khơi từ vô nước non à từ vô nền lửa tròn từ vô nền hàng nước non tật viền cạnh tại khi dương mới này cứ nhỉ cứ nhỉ phải lưu cái bàn tay này bàn tay cho được nông Paris muối cứ chọn plastic mà rồi có flexi glass này cái nhé tập đi châu đó những người nó ăn tròn này vì tập cạch chẳng vì bèn rồi nhá vì tập tròn vì tập cạch chẳng đó là pê châu đang lại nít từ mặt trời than mới tiệt trên vì cái chọn nó châu bọc chó cạch lại rề nó mà đòn tiền cái nhé đang lại cho bạn marketing viên bình chẳng đấy chân lên cho bạn reflection cho bạn reflection hay reflection nó lại chúng ta bắt miền này hoặc là bị tích bể reflect màu vinh này nên cái chân này reflect màu vinh tích hoặc là dương mờ khơi
Lực hố dân công ấy được gì? lực hố chạy to ca banh và lưu tới chạy to ca reflection đó lực hố về rear ai nâng prai rô khóc môn bia ai nâng thiếp chùm môi chùm râu rồi lực hố bà ca na dân banh chùm râu dân chơi tới vì lực nghĩa ai thôm chiêng ngay chẳng ạ bà chẳng những chẳng vậy tha nó bây giờ bánh và lưu tới vì lùng nghĩa và xin thì viên can đã chớ vì nghĩa can đã khăn chẳng hả ba lưu hồ bà ai chùm rơi đà thử thằng khăn này khá đó lưu hồ tôi chia bởi xin thì dương bánh khăn cùng một cái chân tới nhưng ai mi lùng nghĩa yên phùm và dương bánh một tiếng nhưng mưa tăng tỏa khơi nhà môn lùng nghĩa bao nhiêu nó như là như này dương vinh tạm bất bình minh môn đúng nghĩa còn là bây giờ cầm ra vì khơi với dương mưa khơi đấy chẳng nó à đấy đấy à vừa là bây khơi với bình nghĩa tới bình nghĩa tình đã tay dương ngọt khơi đó là bây cầm ra được cầm về bây giờ tới nhưng khơi làm nghĩa với bạn chúng ta đang có sai lơ reflective index này và reflective để biết can đặt crack bình nghĩa với cạch cạch cạnh cam và lưu dương nó càng là khăn chắc là cũng mong lại nắng vì ai trai cô là ở đâu sẽ tôn trong ngày đã ở đây con sẽ tên trong ngày đã tên nó reflective index nè Snell law nên reflection law này hay bà rùa quỳnh với anh dân khơi đó này rùa quỳnh với dân khơi là mấy nhỉ bánh không phải chọn tay cao như vậy khơi nhỉ bánh tay chết bị cạch và tròn như vậy cái đó bên trên màu mặt hàng tiết mình thò mặt đá đi là trên màu mặt hàng này khơi nhỉ bị thưa mấy cái này nhỉ nơi khăn nước ta dùng laser mà bạch bạch hình tới đã bị trên mặt đòn lấy sẽ tập trên máu vì rì vì rì sẽ dễ broad thứ nhất là nó broad đó cái hàu broad lại rì ở dưới mà dùng vậy vì vĩnh như là vì nhẹ ở dùng khứ như này ta ta nó là lại và phục lưu và dưới này đã bạch trên đấy nè ta ta với mình ở veo lên nạc là mình bỏ cả hồn bỏ lương bỏ bạch to bỏ xoài này không nè thế đây mình thấm đặt cạch chứ cam blue mình thấm đặt cạch cao ấy vì hai blue thì hai cam blue dương tranh nhìn thế à, nó sẽ tơ một dispersion này đó lúc cũng mới tiệt cái lại này không sai dư nó mình dương phở chiếc hết ở phần lử chẳng đập cái lại một cặp bằng viết về để dân to viết tới vì mình lại kịch cả lăng ở lúc là vì mình lâu rồi close chứng nhưng khơi là single mode nè single optical single fiber mode nhưng khơi là below man động chu màn sáng ái low tick man phần tái nhưng khơi là ca để dương chạm vào lưới chồ nè nhưng chạm vào lưới chồ thì không là nấy miền đấy nè nhưng còn là khơi là bỏ nó về tu chưa phần trong là sai sợi nè nhưng khi người ta optical single mode nó là tôi chưa là sai sợi thiệt và dương xạ sao mai mới dương thương mất chạm blue này blue thì trên bị laser trên máu nên thằng đã lens nè hãy thấy room lens là bây giờ focal point nè trong nó room nè
nè bự lư chúng ai bริญ chúng ai prom nè chúng prom với tút đại đạ bơ chô trong single mode nưng khê chúng prom cứ tút mên tên à cái prom nưng kêu ới chmua tha numerical aperture chúng tờ lai numerical aperture nưng căn tới tút a nưng a beam ray nưng căn tới tút đai nưng cái lai dương ở to bạn đi kẹt ní hỏi ta lần này nhé hả từ nào tới cô bác khu hết rồi khỏi khu tiếp tiếp khờ khờ nên đi mà nó rồi nó mà nó đó rồi ờ mà bị khu ở chợ ừ mình ở cái lúc nào được cố xoay thì mà phải phía mới được cố phải phía mà khơi mà nè trong JP à này á à bà lưu vi á cùng với nguồn ấy nhé châm lạnh mày chúng khi ngày muốn lúc khu bây giờ là sai mà phải phiền lắm hỏi tư bây giờ bị à bự châu nông bự là châu nông à nên lúc cục à opticon mà với bạn ruột nữa à ruột luôn sát nhân nông lúc cục vừa là nó cũng để chẳng người ta nuôi mèo cà pa pa chơi nông ruột quỳ chẳng bệnh nói với bạn ruột quỳ nó ngọt cười bắt slide mua cùng hả bắt slide mua bả bắt slide nâng mua cùng bắt slide nâng mua mẹ chọc mà tiền chọc tiền lá bạn slide nâng mua tầm tầm đó rất là cười slide page 4 mên lục bạn dạp mẹ bạn cụ mình pi vô dân hả tự vô dân đi mà bởi riêng tự vô dân nó mà bởi riêng chẳng bạn chẳng chẳng ngon luôn anh anh ấy gọt khơi nhé chạm vào dần về này
Hey. Cứ như thế nhé. Một sân tràn quên. Nè, đây rụng một tiết. Thì thơ vì sao nó lên tập thoa mà đá, nhưng khuyên bèn viên tịch. Anh ấy dùng khi dùng số mượt đăng lên. Anh ấy xa máy nhưng khi dùng ai thơ vì sao bàn. Nè, cứ dùng thì dùng tập. Chúng nhân khứa sợ bè ăn ăn này xong bây giờ tự vô tất để dân đã cho nó cao nè đó là bê bê reflect nè bị mà một này mà được dương với nhân khứa anh ta là tự vô tất nó cho ní cứ màu lươn là tự vô tất này khá nông tất này với màu này dân hiện dư khi nhé đó là bê hiện dư nhân khứa anh tự vô tất nơi mà chỉ thang hàng cho ní với nơi position này đó bê tự vô tất này khá nông tất này với vì nó cạch mà hẳn này mình và chất mà hẳn này mình khứa nhé. Thứ nhất thì dương hay bây dương sở rễ tắc năng nè được lại như vậy cái đạn tắc miền cầm hàm score cra cái đạn score trả ấn năng năng tắc năng chắc ba này tham mạch tắc năng cứ miền reflective index can đại khả cái đạn score so nè cái đạn vào đại cái bàn đấy cái đạn score so trả ấn chắc tắc năng với tắc miền cầm hàm búa bạc búa bàn tham miền reflective index trả ấn để riêng đạn score nữa chắc được tiền thì thốn nó p khinh cái này nó khinh bền với càng khăng đem đầu thiệp cho mùi nóng tất thòm đá. Tất thòm đá là những bèn đây gì? Đó là bèn bèn khẳng một cái nhé. Sao máy như thế nhé? Đó là nhiều. Mình sắp nuôi. Mình chẳng bẹp bọn cho mùi nóng nuôi mùi là phát chờ nè. Để dương bàn kẹn này nhé. Nhưng kẹo này cho lan dừng rộp này rộm mùm này tại ta sẽ rộn này thử mấy bạn xa tầm mấy bạn total internal reflection này mình tập bốn dừng rộp critical angle lưu hùn gì ấy nghe nhớ lưu lực hùn ok trong material này ở bộ phết này optical fiber đây vì ai chạy optical fiber ta một phép bán cửa xoay từ lửa material propagation mode reflective index chân là khả năng này cứ đào
plastic glass glass plastic nó dương bài nhảy đây nó như đang mà chơi thử bị chọn thử bị plastic hay chọn ly plastic tiền đấy hay đó là p mà đo cả lại propagation mode này nhưng thời xưa single mode ấy kì, multi mode ấy khó khăn nè mất pin nè cái trang giấy bị ấy kì, một là bỏ vào lứ vì chẳng mạnh ok đó mà đo refractive index profile đây thì nè cầm nắp một hết optical fiber này nhưng mới tất khơi mình là do cái đặt step index gradient index double glass hay mình rồi ta đo sẽ cái này photonic crystal holy fiber multi core thế này cái nhất này được nó ghi nhớ cũng thôi mời nhá trong quy chạy của hết optical tròn tam material ta tam bập hết optical fiber ở địa bàn sắc xa base chain b microwave mà được cái GSM đại cái gai này trong GSM cái miền xài SWO này đó là về anh ấy horn này horn là bao microwave làm bay cái gai microwave rays bạn nhìn thấy không bạn giả cả thế nhé miền horn chẳng ạ đấy thì horn nó chỉ đại cầm nát là ta dương trăng ở phía anh ấy bắt đề đấy bắt đề bạn nhìn thấy bắt đề là phải cho nhé electric mà electromagnetic wave nó là miền polarization cho nhé cứ việc reflect chào này thì bạc đại nhé bạc đại nhé trong miền tả ta tự đại nhé hay tùm hôm nay kia thua mà cứ support thì mùi năng vèo lên nó cũng lên nhé vèo lên như vậy kẻ nếu vèo lên rồi bỏ nó phê con radio phê con năng tức khuyên bảo mán chân cái design thông như năng tức nên vì rốt chỗ bạn này thấy bị chanh màu cái reflect về việc vì lùm vô tình chẳng đó. Chọn lên mặt trăng ok anh ấy rương radio frequency đó tập về đại cái phở sẽ ghé này perfect conductor chỉ một phết hay cả tiền này cả tiền chỉ phết loại thiệt được gì tổng đại như chẳng hạn nữa nằm bay cái radio frequency trên tầng đó là về blue wing kịp hở tại pi là to về nè khó hay năng gliding hay những năng điện tha nằm bay total internal reflection nằm bay gái optical nằm bán lưu tra tại refractive index rồi bỏ khó rồi bỏ snow dưỡng điện thông chiến sẽ bỏ hàng cái này đấy, chẳng hạn cái được tiền tiếp tục tàu chiến đấy và to mà tiết này nó khó là gliding anh ấy rừng cái đi ok và to mà tiết này step nè những khơi nhá step gradient nhé gradient cái nhé gradient này chẳng hạn nó người mình cho ra layer nó chẳng này và to mà tiết bản dương sắc xá từ lứa ca chạm với châu nè này bởi lứa được nóng optical fiber nâng thơm mấy ói vì art reflection từ hàng cái này chân cái bàn thưa bàn mớ này nhưng khơi nhé là bây giờ dùng bánh trong một mối là bây giờ bởi lưu trong một mối nhưng khơi ta với miền reflection how nâng reflect still phong ấy trên tài khảo phong reflect mà khả này phong hay môn năng tiên ta đo rút môn năng ca kẹt này nâng nhưng thời chạm này cái nhé rút môn bị sai này cứ reflect theo hình đây để cái ai cho rộp bàn mặt thử hiệp xem xem để cái chạm bởi lưu cho nó mặt thử hiệp thế chạy chỉ môi năng là bươn nhỉ giờ là bươn và lứ thiệp chỉ môi năng là bươn này và lứ đá cho từ khăn mặt ria năng nhé chẳng là bươn ấy mà là bươn lấy trong ấy nó cứ là bươn và lứ nhỉ vậy này là bươn và lứ đá rút được nóng mặt ria môi năng mình là bươn mà man thế hãy chạy chỉ môi năng thử vào thì phải đánh tới những bán vì phải thiếu hình đại bao mặt ria xem xem thế hay tao mà tiết dương thời trăm cả ta mới này nè optical fiber đa chi nè veo gai rồi bỏ lư nó cứ thử khó thông chiến rồi phải thêm tới rồi bỏ sẽ bỏ hay tao mà tiết chụp bắp reflection nè tại ta ý mà tại ta tại tại ta đấy cứ ọt mà ghế nè thấy nhé còn đây việc bền tích từ nè việc bền tích từ bảo việc công bền việc smart nè tại ta ý mà tại ta tiếng smart nè tại vì sao việc bền
Tao mà tiết dính khơi tha cho bạn mới tiết kia ai chúng ta law reflection. Reflection nó mà tha chơi điện chỗ. Plat chẳng chân chơi điện chỗ. Reflection nó mà tha chơi điện chỗ kì mơ nơi mà chật than mùi ní. Nâng mà chật than mùi ní. Đấy nhé. Để cho bạp nâng rồi khơi này lục snail nè, snail là tí chắc ăn mối xin tệ ta ý nè, ăn mối xin tệ ta mối của bạn nè, tệ ta ý nè, sma ăn pi xin tệ ta tê nè, ai sma khi bán tệ ta ý tệ ta tê sma khi bán tỏ bẹ xin hai con dù mối nâng đi phát tìm đạch bỏ vi riêng luôn nè, nắng ai đây nè, phải cái cạn cho bạp sử mạnh nè, chân bị bạp rập hụt nè. Ấy cái chạp đá thôi cả tiền rồi nè, cả lấy reflective index trong tài ta muối nhưng khơi nó miên mốm reflective index và màn như này, ok. Và một tiết nếu về đại cả lấy muối để dương trong bán dương trong bán ở tài ta nè muối nè, nơi mốm muối để thôi áo anh nè, cam và lưới nè vì vì vị trí tài đá còn tái bên nơi kèm cả nè, nè bên nơi kèm cả nè, bán này tha bàn mốm càng sấp được thì chẳng tại ta tìm mùi nó bàn nhàng mách đầm bây ở bán tại ta tìm phí xe mà cao sập được gì. Ok. Đó đấy. Và tôi mà tiết sạch tất cả bàn à mông tại ta mối nhẹ thông chiêng nhẹ chạp đàm rí chứ nào đấy tùi à đấy thông chiêng là tại ta lại nhẹ cái nhé hiện thông chiêng làm được bàn thông chiêng nó chứ khi ta bởi lưu dưỡng ọt trên chỗ này hay gọt mình hoặc kèm đi đây việc bén cho mò tặng ọt ở miền khơi triệt châu tài này đó, chân cạn này nó gọi chung mùi thái cái này, nó về để tài ta thông dương tài ta muối, này đánh tài ta chỉ tài ta si cái này tài ta muối, chân yếu tố ban này cái total internal reflection, chân những bịa cái này TIO, TIO total internal reflection, ban này tha, nơi phần này càng cân nặng nó cứ miên reflection, một rồi phía rồi, nè. Chúng tôi xem bởi vì rối bạn này thá những ai veo gái và lưu dân bạn này thế chắc anh ấy cái sắc xa mà rê hoặc là lưu nè mà rê hoặc là lưu nó tăng bởi lưu bánh tới mẹ mà rê nhắn đi nó bị miên cho ra nè bà ơ đi cho ra đọc hơi xa mà rê nhắn đó tại bà ơ đã laser nó bị anh miên tịch miên thầm tập bì rê nhắn đó rồi gọi bì rê nhắn đó nè nóng laser chẳng mình kia thịt pra laser trên đi khuyên cho nóng rụng này chẳng nè khuyên nhé nó bê đẹp môn muối nè môn vía nè môn lấy việc túi nhưng khuyên ta mình reflection nên mình ở trên trên thật hàng bỏ tại đó là bây giờ bởi môn người thông tới thông tới nhưng khuyên chọc đá anh ấy bị bàn cho màu nè bàn cho máu với tôi chỉ total internal reflection này cái này nè nơi môn mình nè khuyên nhé đó trước mắt này thả mạch nhưng chi dâm thơ mạch nhưng bành thơ mạch ôi tùm rốn và bình lưu nóng nhỏ mạch ôi bà cạt mồm nó hiện tề này ôi bình lưu nóng hiện tề bành bằng tùm rốn chết nè bởi lưu dưỡng cho anh mẹn mà rê nên mình chọn rê nó khăn hay không chân cái sắc xa mà rê nó làm bất bởi lưu dưỡng mẹn mà rê thế nè chanh tớ ở miền trà nhờ này này anh nguyên chậm to mà tiết cái tiền chanh vì là anh mùm vì xe nắng là bác cả là total internal reflection thằng máu cái thử mắt mà sắc xa từ lỡ à mùm thằng răng như thế nè mùm nó không đại dưỡng bánh chanh việc phục lưu dưỡng nè cho thật khả năng optical fiber nè bánh nhắn mắt nằm bây giờ ở ban total internal reflection là cái lành đi chân bởi dương mưa nè cao và dân thì dương banh lang tình trẻ nè biến trăng srop như môi năng à kè mình ít chân tập bên nó bị bèn màn tịch bèn màn tích dương mưa mồm nít bị ọt thông đi mồm nít bị ọt bàn thông chân ở đây thấy chơi trên thực kháng rồi bỏ chân thứ mấy ở vì hiến sruột nè vì hiến sruột nè sruột chân chân thơ mấy ở ban mồm tài ta nít càng tài tốt càng tài lò nè tài ta sở rộ nè mồm tài ta sở rộ nít càng tài tốt càng tài lò ok càng tài tốt tớ vì những bành tớ với ban mồm lấy nít hình thùng chân tổ tài nền rực sấn cả làng bàn chả rạng
chẳng chẳng chập đam kẹt này nè ta táo mồm lắm thưa mình nè chẳng cái kẹt này nè ta tôi mới ban mồm thì ta sẽ nó smile của bạn chẳng cái sắc xa nè những tì nè mà chật hán pi nì mùi sần mà chật hán năng hái dân khơi na nhằm mấy tiệt hát đấy bàn giờ lại nì nè bây giờ mồm tại tai chứ nè mồm tại tai nấy đỏ càng sập được rồi nấy bàn mồm tại tai mới nì thế tao mà tiết xin xin phai nít mà cos để tàn ni máu rồi hai cái bra xin gray chẳng đỡ kẹt ni máu vì nó sao đấy reflective index anh để tàn môi chẳng đỡ hai cái tiền trên máu cái bàn ăn zero xin để tàn zero cái kia riêng zero để tàn zero đấy cái chạy bài thì chơi nhạt nhạt một chút cái một tháng numerical aperture chẳng chờ tập cả rồi nữa nè bạn chờ tập cả thay mà nhạt rồi nữa tại thiệt bất cứ tẹo to như mồi nắng mồm nó khẳng cao như thế tại ta sờ nè ok chân mồm tại ta sờ rố nó sma vào má nè nè cái nhé nó sma nó kẹt nè tới cứ chỉ mồm mạ gì mồm nè mạ gì mồm kẹt nè tới và khơi sam sập được rồi thì hóa nè mà kẹt nè tới khơi sam được rồi trong mai tha sam sập được rồi mạ gì mồm mày bởi dương lang mồm đỏ xài pram học sập được rồi chân blue dương đừng chơi trên tay cài rồi ok nâng chỉ được trình tài cả rồi hoạt bản total internal reflection đi chân thứ mấy ở tu nè chạp pi sam sấp cho tờ môi được sôn được ghế nè tờ lò đó nè rồi bây giờ mưa ở cái lại nuôi bơ khoa phát chơi nông quýnh bây giờ kẹt như thế nè mình cứ nằm lại vía nè anh ấy ok chúng chân mồm căn để tui nè nhưng khi nằm nuôi là phát chờ nó mồm việc căn để tui nè để ta sờ rỗ nè để ta sờ rỗ nè chân mồm căn để tui nhưng khi nằm nuôi là phát chờ nó căn để tui đây nên sao kẹt nia mờ được mục tiêu là ẩn sờ rỗ nè môi xin để ta bật được ghế mà mạn giảm sập được ghế mà mạn mà nhá xin sồn mình mà sồn xin mùi được ghế mình mà sồn vì sồn sồn của mạn đó thế chẳng những khi nào nuôi một cái căn tốt nhưng khi ta nè từ xa tại ta sẽ rồi những tội chẳng tại ta sẽ rồi những tội bạn này tha rồi bạc thì là tập hiệp đại ai từ tua ban là total internal reflection những căn để trả ok toàn đấy hay mình dừng kẹt như trên tờ lấy lấy tới và sau đó trên nhà đang trên nhờ sôn chút pram chẳng những do bị sôn chút pram cho khảo ta đã sôn cho sôn môi dân tới cứ ta lấy nó cứ thi ai o dân thật miền này miền cạt làng được nóng total ignore reflection này okay. Thế toàn này dân mình xâm nô đi lập làm với nhân ấy nhưng khi ta lấy với can là thốn này người tạm rụt một món đó nó chẳng thể tài dân có thôn này chúng tôi mẹp hôm bữa khi dân thư bàn đàm án nẹ đề nè bồn đọc nẹm phay nẹ dân đời ọt bàn khúc khi nè đề nè chân khi dìm xóm nè khi dân bật tụ mẹn chăm nó bà lo ông dơ bàn đề nè xóm tăng bị tinh tinh tớ lưới nè dân lấy mình chung ngon đấy cả lấy nè khu vô lưu hào đấy là vô được trù đề nè lưới mình chung ngon xoay càng cầm cửa cơ cái lạnh rút nó là cái rút mông data sờ lâu nắng nắng kê vô trang nào là cái bà bật lư dân bánh tới vì mình tràn cái lạnh của chương trình tổng lập trang nào là cái anh ấy kê sắc xa lư mờ môi à rề môi rề bật lư mà dân mưa với kê sắc xa là cái lạnh kèm bật lư này chân bật lư này đã bánh cho tới viên chẳng ạ ok vì nhờ mình kháng này phong này phong ta kì dơ ta mà rê bà lưu nâng kháng kem thôm phót nè chứ bà hết vô chom cả đá mình nè cụ hợp tế là dơ chom cả đá thì bà lưu đi bây giờ đã ở land mà chẳng tất bì viên sử dụng chẳng ạ phục hồi point mà dương bà rôn bà lưu mà quên
chẳng mà dùng một bờ lưới dùng bánh trên tứ cái miền lèn mùi dòng máu chẳng bị bánh tới vì riêng nhận chẳng ai cái giật xa mà rê ta bà dùng mưa tới vì miền xoàn hàng miền hàng này mùi tiệt đấy xin bà trì hình ý toàn đấy bà nó cũng tại bà lây giờ bà đi dân bà sân dưới optical fiber ní màn thì một đấy màn thì một hay bà đi laser chẳng laser bim viết tụi mà thì mốt kho với thùng chẳng ray blue vía của phần năng ở đâu với kho với thùng bên này chẳng à laser những ai ray ba này nè còn ta sẽ mẹp single mode đỉnh chè ván này single mode đỉnh chè ván cứ miền tàn đôi mình gọi là patcher như thế này cầm nọt từ mẹ bán tôi chẳng là lo chạm blue cho bàn này thông tin nói direction tạch toán chứng chênh bị càng kẹn nia bị chênh mò đã nó vọt này là những conclusion là thứ mấy năm bây giờ total in our direction cả là nhìn xem tôi đi đấy mình nghĩ gì chứ chân bật lư ở tại chân bị mạch chật than mũi từ mạch chật than mũi hoặc mình cầm nọ thả na reflective để thông mũi tôi chứ cứ cầm bật lư mà quát cạch cho mặt cầm là hột cái nhỉ cho máu cạch cho cầm mà đào này nhỉ cạch cho cầm chân anh nhưng cũng chẳng ngon là hai đấy bạn ân tình u dương nhỉ đấy những ai tiền bạn được buồn được bạn nữa hai đấy bạn ân tình u thì dương mưa khơi cao sạt mày thế nhỉ ân tình u lưu mê chứ mình chẳng ấy này dương mình khơi chẳng ấy anh tình đủ nhưng khinh cao nghe này anh nói sao ấy mà sờ top thì vậy giả cả nó cứ về miền symmetry thì là o nét lang tình cái nhé reflective mình đặt cho bỏ stop vậy giả cả chân sờ tầm miền sờ top nam mũi ấp miền nếu tiêu thảo sờ top nơi thẳng lớn đi sam sập mệt nó sờ tầm miền gì ấy sờ đờ đấy sờ đờ cho đàn nó sờ tầm khinh bờ lư cái này nó linh rút mọc cái này đi hay rút cho một cái này đi đấy cái này dừng xuống thảo bà chị mình trả tiền đấy bà chị mình trả chọc mà giả khinh ăn tình nụ vì mình chẳng về tới gì cao mà chả hay vì rút mà chả người nhìn cao như vậy đấy nhìn cao như vậy khinh tình cao phọt này thì chẳng ọt cao không sáng nữa chẳng mà thằng nó sẽ tọp nó mình bài nhà mình một màn ếp xê nhá không bị oxygen như vậy đấy ok, là dương con mưa lùm hạt đấy, mưa lùm hạt tích chân lùm hạt pi mùi e này những chế độ tự nắm đôi chì lùm hạt xài như mắt này dương bàn thừa bàn nữ chân như mưa nước trời ấy chân như trời ấy chân cái miên khó của lẹp điên được thành đấy chân này cứ khó anh ấy cứ lẹp điên chúng cái số rock nuôi rock là patcher chẳng những tiền của bạn sai được môn của bạn đã được môn màu của bạn đấy chẳng kẹt nè tới khơi son trượt pì chẳng son trượt pì đang chỉ tả lại những kẹt nè đấy còn tai bạc non ăn vọt với những thứ mấy chi dương sợi bự dương ở nuôi rock là patcher lắm tội cho pì năng từ chặt pì năng màu cho từ nè son trượt môi son trượt son môi đấy ăn vô thôm láng thì vô thôm láng cứ miên thì cứ ở miền lộ xa này thấy nó mất như là tụi ok chẳng là nó chỉ nhận chùm niên để dương thở rớt hơn nè bọc hệt bử ná miền rừng nguồn mực hòa phát chờ bảo mán phở mộ tích hòa phai bờ dương nắng nè đọc này dương ngọt đấng phở đi là bọc cái thử đi dài máu đặc bàn mà rồi cái lỗ dương đặc bàn là đọc cái lỗ nè thế lẹ bắt amplitude ở linh và tỏ mà tiết kì xua rồi kì tiết số b upset thân angle cứ tại ta zero nhé chẳng nơi khung này kiệt ta upset angle e macewing nhé ta thật tại ta zero chẳng cần chỉ rạt gió nhé chẳng lại bị rạt gió màu ni máu màu tại ta máu đấy màu được rề nhé khi mà được rề này chẳng lại bạn mát tập buôn được rề
14 degree ឃើញ mom វា tuj ឯអត់សូវធំទេអ្នកឃើញទេ សំណួរ C គេសួររក refractive index different ចឹង refractive index different គេតាំងដាក់ data ចឹង different យើងយក n1 ដល់ n2 ណា ហើយតែមិនយក n1 ដល់ n2 ព្រោះ n1 ធំជាង n2 មិនទេ ដកទៅឃើញ វិជ្ជមាន បើយក n2 ដល់ n1 ឃើញតែ អវិជ្ជមាន លើ ណា ចឹងគេយក n1 ដល់ n2 ហើយគេយកចែកជាមួយនឹង n1 វិញ ខ្លែងតិចខ្លែងនេះ different refractive index different okay យកហើយមកចែកជាមួយនឹង n1 នេះទៀត អញ្ចឹងឃើញមកប៉ុណ្ណេះ okay ឧទាហរណ៍ 2.1 b អញ្ចឹងគេមាន optical fiber មួយដែលធ្វើពី silica silica ហ្នឹងអីគេនិយាយយើង chọn thằng ai nhé trên bị địch sạch chẳng dọc dương địch sạch cho mặt tách đây này chỉ môi nắng kho diameter nắng phẩm mán chẳng tới này cái áp thế phần tay cái áp thá reflective index được bọc kho nắng cứ môi chất phẩm hay cái lệch đính này bỏ cả cái cứ môi chất sai sẽ phẩm phẩm kể ai cũng not critical angle khơi mát nó critical angle theta c ấy. Theta c smile cái này gì à nè nè được môn này ok chúng rung môn data C nè này, chúng thương mệnh data C nè, những người ta ăn muối, nó xây sản máu ăn muối, xin data C, má ăn pi, rồi data C máu, mình má xin đi, đỏ muối, ăn pi chay ăn muối, khi má mặn mà bà mẹ gì vậy? Mà chất bầm bấy chạy thèm được rồi được rồi bà chất bầm bấy chạy phạm được rồi chân thương thương mấy ở thì có lệnh gói lắm thông dương năng đấy từ bản miến total internal reflection thông dương năng đấy chân nhưng sầm mai mưa nè tại ta năng này cái này nè đấy đây cứ tại ta si thông chiến chất sầm bay là ok chất sầm bay là nè cho nhiên là sao và hai màn được rễ đọc đọc pi được rễ à. Sao phải đọc pi được rễ nè à. Công liệt là những đọc pi được rễ nè làng đọc cái sắp ở oh, thâm năng à một tòa một tiết sầm nùa bi nè numerical aperture chứ hai đứa bạn kia thử bấm lại mô numerical aperture nữa để dừng cho ngon đấy vì tiệm con thì muốn data zero nhỉ sin data zero n zero n zero sma muối mạnh đại các bạn đấy nhé sma rứ n muối kare đỏ n p kare ok chân số thà các bạn chỉ đã bấm lành lành từ chữ n a với thì là chạm bàn đấy tại đấy lòng lấy dương mới nhưng chạm bàn để ta sẽ đồ sẽ anh còn đây đó là pt nhau tí lá thì tập tăng nên mình có là aperture n zero xin để ta sẽ đồ này mình cái đó mà tôi tin như an ai này mà mình nên mình gọi là catcher này mà mình thì là đằng ấy
mình nghĩ vậy là đắng ấy, đắng ấy. Chơi hai bài kịch tự tin nhưng mà còn phạt chớ cứ đòi xa tài. Nè, tập về đã laser, nè được cặp lư trên bị một hộp lư trên máu đấy. Cái thở ca miên lens mùi, nè, cái chọn còn thạch lens nữa này như thế, cái bên lens mùi này nè. Chân lens đang đặt vì bên bẹp pon chỉ mùi đang zoom in zoom out lư này, tại vì focal point thì bên focal point. Để thử phần hư chân châu màu này tùm hôn vào mát, chân màu vĩnh vào mát nè. Focal point mà có nè. Cái nhé. Focal point mà có nè. Chân à focal point mà có nè. Rồi bó lên nè. Tôi bàn cầm nọt đó. Numerical aperture. Ok. Chân dương bê là dương tầm mưa spec. Dương bê là dương mưa lén. Dương design lén. Dương tầm mưa spec. Dương khuyên focal point. Chân ngài mát. Hai nó có aperture ประมาณ spec របស់ lens chứ mà cái lại นี่คือទាញមកឲ្យជាប់នឹងកាប់ aperture នោះមកតែដល់ពេលយើងឃើញកន្លែងនោះក៏ aperture ហើយយើងអត់មានប្របាកតែទិញ lens មកដាក់ធ្វើម៉េចឲ្យត្រូវអូខេអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះស្មើបាន upsetten angle ទាញមកនេះ data 0 sin data អញ្ចឹងទៅណាចឹងយើងមើលតែម្ដងនេះ 78.5 ដឺក្រេនៃ numerical aperture យើងគឺ 0.3 អញ្ចឹងយើង design ធ្វើម៉េចយកឲ្យទូចជាងហ្នឹងទូចចាប់ពីហ្នឹងទៅ 0.3 ចុះក្រោមដល់ល្បី acceptance angle យើង 17 ដឺក្រេណាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចអូទូចមែនតើអញ្ចឹងយក acceptance angle ដាក់បាញ់ជាងហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យបានមុំណាចុះណា 17.4 ដឺក្រេចុះទៅក្រោមអូខេអានឹងដូចយើងមាន beam propagation មួយនៅកម្មវិធីមួយ beam propagation យើងអាចមើល simulation នឹងបានណាប៉ុន្តែសិក្សាតាមកម្មវិធីបានហើយអានោះទុកឲ្យ photonic គេអ្នក research តតនេះនេះឡៃហ្នឹងមានសំណួរទៀតណាចុះកន្លែងនេះគឺបាននិយាយកន្លែងនេះបាននិយាយហើយណាចឹងកន្លែងនេះគេចង់បង្ហាញពីកាំបលឺណាពីកាំបលឺដែលចេញពីខ្យល់ចូលទៅក្នុងកញ្ចក់ណាពីខ្យល់ចូលទៅក្នុងកញ្ចក់អញ្ចឹងអាចចេញពីខ្យល់ទៅក្នុងកញ្ចក់ហ្នឹងអត់មាន reflection វាតិចណា reflection វាតិចប៉ុន្តែគេចង់បាន reflection វាច្រើនចេញពីសាកសម័យទៅទៅកញ្ចក់វិញទៅអញ្ចេះណាកញ្ចក់អញ្ចេះអានេះ ray ណាចឹងបើសិនជាគាត់បាញ់បាញ់ទៅចឹងនេះគឺមុំតាតាស់នេះមុំតាតាស់ណាស់នេះអូខេអញ្ចឹងបើយើងបាញ់ក្នុងមុំណាមួយនេះចាប់ពីនេះទៅយើងឃើញថា reflection របស់យើងទូចមែនទេឃើញ reflection យើងអានេះគាត់ជាភាគរយនេះ reflection នេះ reflected ណាអ100%នេះ100%ចឹងយើងឃើញថា reflection យើងតិចមែនតើនៅពេលយើងបាញ់ក្នុងមុំពី60ឬក៏70ទៅក្រោមនេះប៉ុន្តែបើយើងបាញ់ពលឺក្នុងមុំ90បាញ់ទាំងចេះអ្នកចាប់ពី70ឡើងណា70ឡើងមិនថាមុំនឹងយើងទូចខិតនៅក្នុងនេះណាទូចអាចថាអញ្ចេះណាបាញ់ទៅទូចហ្នឹងអញ្ចឹងវា reflectionច្រើននេះឡើងទៅឡើងទៅរហូតដល់100%បើបាន90ដឺក្រេផ្លាតចេញមកទាំងអស់អត់ចូលកញ្ចក់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែករណីនេះបើសិនជាយើងបាញ់ណាអានេះកញ្ចក់ណាពីក្នុងកញ្ចក់ទៅខ្យល់វិញណានេះពីកញ្ចក់ទៅខ្យល់វិញណាអញ្ចឹងបលឺហ្នឹងវានៅក្នុងកញ្ចក់នេះស្រាប់ហើយចានេះខ្យល់ណាចានេះមុំអញ្ច
chẳng là không mồm nắng dân khơi thà nè không mồm nắng miền pi chậm nói dân thà mới thì mua cái critical angle tại ta si nè tại ta si nó lại như chẳng critical angle lại như cái reflection rồi phi rồi chẳng reflection rồi phi rồi cứ chạm bị mồm mán sai sub degree này lăng tư sai sub degree này lăng tư còn tăng nơi cái bài nằng mồm critical angle nó nhưng khơi miền mồm mồm cái ở mồm thà mồm bị sai Brewster angle chúng bạn xem thì dương khó tâm mặt tích cho Brewster angle chẳng bị cho tầm một mối ở mùa tháng một cái này như mùa tháng Brewster angle nhưng khi nào reflection admin là linh zero trong bài tháng vì apply với admin total in reflection là không vào gái như thế vì reflection là tỏ chứ khi khai chẳng lại mùa năng đài nắng là mẹ vào gái rồi bỏ phần lưu một tỏ mặt tiết dương mà mưa V number, chẳng V number nó ấy gì, normalize frequency, chỉ mùi là V number, ok? Chẳng nơi cái này, nếu dương khơi anh ta, này, dương pra electromagnetic wave, để bật lửa có chi electromagnetic wave đã, có biến nói nó frequency khắp luôn, chiến radio frequency, ok? Chẳng nơi khăn trong này dân khơi miền normalize propagation constant chân normalize mà thật thôi sầm mạnh nè chân kia sầm mạnh những cái miền dây lừa dây vậy nè 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 cửa này này là thật normalize propagation constant nè cả chạm với chỗ và lứa rồi cả cả bình chun và lứa chia nhạt tả nhạt đi cho nè sầm mạnh kia là cái bấm lại như bị sầm mạnh nè chúng tầm bắt đầu năng cư này về thành đất này bị ăn pi là ăn mối làm tạo đo mối này chúng nhưng khơi than một để cái bánh bự cho được nó reflective này chúng ta cả kẹn này nữa mỗi đợt ta nắng nhưng khơi tầm một bị ai cả làng bàn này nơi trăng cho được chúng chập bị nắng cho mặc lại này nhưng khơi tầm một rồi bao nhiêu tạch hay một ai chúng nói lại nắng mà một anh ấy bị mốt anh ấy mà mốt anh ấy miễn bay mốt chẳng bay mốt bị mốt nó say ghế rê và lư dương nè chẳng đó bị dương mưa được không thì co vào gài và vào dương nhưng thứ mấy nhỉ và sân dương bàn tới miền rê chả đáng thứ mấy ở ban châu thôi nhỉ cái nhỉ anh ấy tham miền mà mốt đến reflector nè anh ấy mà mốt à bị mốt nè anh ấy miền tàu khảo với phó anh ấy reflect mà môi họ nè bị mốt vận tải đạp bay bốn mốt ban này tha vì mình phải reflection tràn được không nào cái nhé chắc reflection tràn được chưa đã bàn cho ngài thì đang biên tràn từ đẹp mà thì một fiber nhé chắc lấy normalize frequency này chắc chỉ phải còn mối còn tay cái normalize chắc về nó smile kì cái nhé về nó smile kì đây ở chúng ta cut out frequency còn tay này mình chia frequency cái tăng để f còn tay cái tăng để về chẳng chỉ no mà lái chứ nè anh ấy chỉ no mà lái chứ nè mà bạn này thằng ấy no mà lái anh thằng về nó với mà fa lừa fa giống đó nè là cái bầm lái phải có nữa chẳng về nó giống mày nè smart step index fiber normalize frequency v number là dương trong bàn một tách to tại mấy này thằng pi này cho crown này pi cho sai sản chắc những viên đục của môn nè bởi đục môn làm đó cứ về ní smile bị phai làm đà à thì ăn mối ăn cái này cứ numerical aperture cái chắc là nó chỉ normalize frequency ok chẳng đi bảo vãi mùi bảo vãi ở nó sao ta làm đà làm đá mùi làm đá ở tiền sau phải còn tụi mình đấy rạp dòng đấy rạp dòng cho nên chỉ normalize frequency rồi chúng ta V number này normalize phải còn chẳng vì mình chỉ phải còn vì ai tham minh say chạy say á ok chẳng những khi nào rung của môn đi đây dùng bài sai tới dùng chạm đó khi bị bẹp pon thì muốn ngay kia à, V number được còn normalize frequency cứ pi pi lambda
côn chỉ mỗi thằng a chẳng pi pi a a nó cái gì a nó cái gì nhỉ core radius nè cam phó snow phong phải bỏ nè cam robot core điện nè cam robot snow blue snow ra này nè core này cam phó a chẳng pi pi a nó smile gì mà chung rung vuông mình chẳng pi pi a lambda thấy nè chứ tại chúng mình lambda nó cứ vèo lên robot blue tại dương bánh và lưu cái chỗ thằng nó bỏ cả hóa bỏ xoay đây có Alpha Rus nó không nâng ở đọc bên này con được khóa phát chờ máu nhưng mà được muốn nóm lại vì phần gì nè ok và tỏ một tiết nhưng trong bán này vì number nó tôi chừng pi cho buồn này pi cho buồn bán thăm mạch thử mất dưỡng bánh và lưu cho tới dương con trang áo mình reflection cho ra ơn đi đấy TIO của đó TIO ok dương từ tuôn bán nè cái nhất ảm môn dương sắc xa tại ta sổ rô vòng ân ê vòng thử mơ bán TIO à lớn bán TIO hay total internal reflection thằng nông optical fiber ấy mình toàn cực còn tiếp dương trong bán rồi hô từ đó thử mất ở bán mô tịch điện bán ấy tha reflection nóng tịch nè chúng nó reflection nóng tịch mà thà vì reflect tập đo ấy đo tí tăng lấy output này anh ấy hãy để bàn thời ca chăng nhưng bàn giới anh ấy mới liên muốn dispersion nó còn lại là reflection tràn với mặt đo cao kì anh ta từ tròn chứ anh đang mặt đo một chăng bị thua signal chứ mà pha chứ mặt đo lại ní bị thua mấy broad thông như một còn signal cái này loss này bit error rate miền tràn chăng thử vật thoi space này chăng vật thoi vật thay vật can space bit phải dương mà thay dương cắt và thói để ta rịt phải dương này bạn mà mế nhưng là sao thầm rồi cái lộ bit nó mà phô sức khăn chẳng thầm ok toán này dương lên nhí toán này lộ khổ nhưng xong xuống mới lộ khổ xuống ưu thì họ thà bà sai phải bỏ tịch nâng vì cao về dương họt sai được ấy vì cao chẳng vì bà phô đó reflection là lộ khổ bạn bắt bỏ ta vì mình lo tính mà lúc cũng vì mình lo hoặc lại cao hoặc là hoặc lại những hoạt động miền ta lại cao mà nhưng đừng vậy đâu mê điên thầm một tiết cao hình năng ở ấy giờ cọt lứa đó sau bây giờ ấy giờ cọt lứa còn đi đây chứ mà cái thua cho ân vía thua mồm mềm tên đó bạn sẽ cần bị lỡ gọi miền trượt và đó snow và đào đây thế chẳng hạn bán đấy cái này ní cứ v normalize được gọi v number nắng tại cái trang bán nên nó cái này cái sắc sáng này nó trên vị trường no trên nhảy máu là cái sắc xa dương ai dương mà riết đấy nè chẳng thường mấy cầm áo thông chương pi một đấy và xin chỉ v number nó bảy bốn bảy một chỗ đó pram v number nó pram với bốn phẩy một này chẳng thường mấy cầm áo trở lại một thường mấy cầu bị mãn 2.4 điện tử giờ bị 2.4 điện tử một tích này reflection tích ok chẳng hạn septemen có nhưng sắc xa ai nhưng mà còn chơi nhưng mà bán này sẽ total ignore reflection anh ấy cái trang ban mới tiết cái thứ mấy áo reflection như này tích còn đấy pi pi trong nói tim môi tao đó trong nói tim pi tao đó cô đang output như này thằng mấy reflection là mà đo pi đo ban mấy đo ấy chẳng đó chẳng nhưng liên một mười điện này number of mode nè number of mode nè mùi pi thì bảy ấy sắm máy như thế mình chăng mode nó cái miền của một mối mình chom đấy cái đã bài hai đấy cái đã sinh nhà bài hai way gray lứa cả sub degree gray nè cả sub degree gray hai là pi gray ok chăng mà dương chỉ nuôi được một môn đi châu đó nó xa lại khá là ở đây khá là người ta chụp buồn gì ấy. Ô cà rê này đấy dừng bài chân đua của bạn đấy nằm đầy nhẹ nháy chạy nhiều đường chạm mà rụng môn đi tới kìa nghe khứa nhà đi chân đua cho đi móc chạy ngay xong được rê nè rê về rê lướp hai lướp pi rê ok
chắc một tiêu thập vi number nó dừng kẹt này tới dừng khơi mà pi đấy hay bị dừng chai chỉ môi nằm pi cái đấy là buồn mà bao màn mà màn gì á vì tới chỉ bằng bảy là lứa tầm bảy là lứa lứa đọc cho chẳng bị sồn cái bia chẳng mét thấy thì cho bà sinh dù vi nằm bơ này bị thông chương này bị trô tập pram chạy chì môi nóng ở đây con chì môi nóng buồn chạy chì môi nóng phai cái này chẳng bị sma mà phấy chạy chì môi nóng đọc sma pi pi môn bà cái này đi pram thì trô bay môn này đây cái này là cứ pi môn và hai pi môn thấy ní thích hữu kẹn đi không mưa bấm ô oh, kể mình khóc mẹ này cái nhé đọc vào mùi cái mùi nét mùi cái bia phòng bày cái nhé miền mà một ở đây thầy phèm thầy phèm còn bốn cái mát mà rồi ôi mình đọc một cho ra mấy tới nhé vì nằm bớt pram lực gì cả đấy thầy pram còn bốn mà rồi chạy đọc tới tới ní chứ còn tập pram sát chỗ đó đọc một bạn này chẳng thì mình bày một để đọc một nữa ok chẳng đi không cả ở đây mới đi chẳng chẳng nhìn thôi nha cả lại ní cứ V number đấy ở dưới khơi nào trên V number nó như miền ấm mà chỉ muốn về cái đấy nên lớn hai chạy chỉ muốn phí lực gì cái đấy ok chắc cái này nó cái chân bị chạm bị ấm hiện chấm nôn một đại reflection là nóng khó optical fiber này. Total internal reflection ok theta zero theta c number of aperture dùng tu bàn chẳng cái thằng mưa một mới tiết kiệm trong ban một trả án đấy nè chẳng là bây để một bị trả án bây nè nó mà thì kho mà thì một nè optical fiber mà thì một chẳng khi reflection bị trả án chẳng còn lưu để vì mà đo chấm nói cái nè bị khó khăn nè chẳng tiêu tập hai những vấn đề mà đo này chẳng là na và toàn trao mà đo một na lại là reflection mà đo cả chẳng bị thua signal những broad đấy nhá không dừng một nhá thế ai bảo xem chỉ optical fiber bộ single mode với mình khơi như này họ mới biết là mà mode được pin mode đấy để thấy nhé chắc như khi nào biết pẹt pon thằng bạn rút của mode nên nhưng khi cho pẹt pon này khơi nhé mình thầm tập pẹt pon thì môi nâng lên được cả patcher bọc bự đấy chẳng bự lưới này càng đặt tối chỉ nôn mode riêng càng đặt tối này rear cam nè call that just nè call camera bỏ snow ra và những căn đặt túi những khơi tha những máy điện một bỏ những túi đại mình chưa chân single mode những ai từ tour bán một mối túi đại nè à, tờ reflection tịch nè number v number những tịch mà là reflection những tịch chân can tập chun dương cứ vì ở miền broad signal khang này hay bẹp con thì muốn thằng veo lên đi vĩnh bởi dương dơ can đặt thốn vì nằm bờ những tui đài ok à. Chân veo lên nhưng thốn bà này thật phê con dưỡng mấy phê con nhưng thốn này à tui nhỉ phê con nhưng tui ok bởi dương dơ phê con đó thông vết dơ phê con dơ veo lên thốn à dơ veo lên tui vết phê con nhưng thốn lại phê con nhưng thốn và veo lên tui rồi còn những thông bộ làm đá mà C lơ F nó bị chạy nha thứ nhất chẳng bỏ phẹt bỏ sài ở hả nè chẳng bị rút bằng môn phó từ đây phó mưa chạy sài phó inclusion dứt ở thầm năng thì mình chẳng ngon lấy lại nắng đi dứt V number miễn này từ tiết đó nè chắc là đây cứ chia rửa vây để dương khơi như này để cùng nhảy là bây giờ một pha dương trên đây chắc khơi nhé reflection nè
reflection tràn về đoàn này văn reflection mà anh mùi vì bầy buồn anh ấy mùi vì anh ấy mùi loam tâm đo đi nắng nhưng khơi như thế anh ấy reflection là buồn pram đo đo tâm đo anh ấy mà đo anh ấy bị đo thấy nhé chắc là tâm đo là thật bộ của châu kia nè châu kia tới nhưng khơi nào đi dư trình kê nè anh ấy dư anh ấy mau lươn trình kê anh ấy dư trình kê anh ấy dư trình kê anh ấy mau lươn trình kê anh ấy là mồm bộ của châu kia tới thông dương môn rít miệng thấy nhé ông bị tít lẹ cho tại rít miệng đó những đằng chun môi micro dịch khăn mà đò nấy lên trên mà rồi micro dịch khăn bạt nè giờ này thì thời sắc xá nè nì v number dương đã phải lưu veo lên mà má kho đèn giờ giờ bằng má nên mình được hòa bạt chơi giờ bằng nào nè một tấm bôi dương sắc xá từ lứa total internal reflection hao cái đó mình thử sắc xá từ lứa rương và lứa và dương tiền ở bên cao và mát một cái vài bờ nữa nhưng được gọi là phát chớ là được cam bọc lứa nữa hát cam được bỏ ở cái vài bờ ok này sắm mánh cho anh tới hình bỏ đấy nè bỏ thông tư thông tư chẳng bẹ quan thì mùi nắng nắng và sân thì dương mặc bịt thì chẳng cho tập bây giờ chọn bịt trẻ mối sâu mùi chẳng tập bây giờ mà nó bỏ thang với mình làng này chẳng lại như đi lên sâu người ta giật muối xin ta để ta với muối bỏ tập bay bịt sót bỏ để ta tập bay bịt sót lên error mà bịt bạn này và sân gì rụp hiệp dương vĩnh nè trên ảnh đá ba này trên so trên mai này đi bị lộ cho làm về đấy hình chân là không cả thằng ấy nè cái ao chung tha intermodal dispersion rưu mùi gó multimodal dispersion nhìn mình chỉ xì chùm râu đấy chúng ta dân thử đấng là bây giờ design đấy. Design link mode bỏ dưỡng hồi trâu bàn lõ bàn optimal optimize bàn vén lọc tích để ta phải tràn năng ai đến nè telecommunication này năng network engineering hay challenge có đâu là anh đừng này nó challenge được bao mẹ có đâu là anh đừng này chẳng bật cái dương thua cao cái rồi mùi cái gì dương ba operator luôn anh rồi có xin internet service provider này còn là bọn nào mối nè cái dương chạy thua optical luôn anh biết nè chạy config luôn anh biết network nữa nhưng cái mưa đời nè châu hôn cái này bao từ hàng sầm nóng mấy cái nơi hiện bao trong hôn sầm nóng mà cá nè hãy cho cái này dưới mình khai châu hôn cái này nè và cả internet service provider miền là miền miền cật chẳng ấy nhỉ miền đại cật chẳng ấy lưu hùng dây tích đặt bản lưu khổ mình cũng đặt thả bạc cát krom hôn luôn anh gật vui ca sân chân gồm mê rin đó có bỏ chào nè thì luôn ngày nào mỗi dương thua luôn này như thế chân khi tập làm nè dương anh bạc cát internet provider không khăn nào mỗi bán rồi có không khai dương bán này dương đó chân bia sống khăn krom hôn tráng nè tinh đại ta rít vì cái xuông cho ra những na cái đó còn tay bật structure hàng khả năng dương bị dư trong dây tha tinh đó để ta rít giờ mà phải giờ đọc xàm sập mê hay giờ mà chạy làm user mùi mùi tạm p tạm mấy tiền đấy rồi có tinh bị cái xuông mãn bay rồi mê nè tinh bandwidth đó để ta internet bandwidth vì telecom mà tờ xuông thì chúng ta chạy đấy cái network provider đó chạy trên đời chẳng bao giờ architecture rồi bỏ transmission những này bị dập dơn là hơi tao đấy tôi theo thay dương phải optical fiber này hợp với lưới xì ở ban mưa một đấy che thật tệ tập bóng đã tập bóng tệ máu ban lưới đã hỗ trợ rồi ok là bên ngay cái khối LED khối Lysol này đồ vậy rồi máu đã trời cái gì rồi bèo lên cost
đã tới vì broadband nhưng mà vì dư chẳng chẳng xong vì tình tình tới vì thời dư mà nhưng thôi thử một phách tăng tới tăng bị tôi rồi đó thốn nhưng người ta internet dưới này không lẽ khả năng cả đó từ để ta rệt những lương chừng kì những ai clock đắng này nè những clock chẳng mà ai xong bây giờ user dưng cho ra cái đó cái dưng nơi tận miền là tập hiệp cho ra những ghế nè những ai vừa mình thành nâng những ai chạy rồi bị rừng network nâng cư mà lời nâng cư mình xong khăn lừa lừa chứ thì dây lừa power nè lừa amplify power lừa rừng data rate nâng đem đó nè user cho ra nè data rate những bàn lươn nó cứ sắc xa từ lửa tổng ơn nâng tui xong tăng vì nâng tớ đốt đo trong cái thống nào thầy bà dương đôi khu nhây dân signal processing network dương khăng bà đây và transmission là low layer bà dương nè dập dơn hai nè engineering là thơ interface bà bandwidth thông bà nà gà đây bà chung data rate bà nà gà đây data rate đến cái nơi thầm limitation bà bàn lươn thì thơ xã ca nghĩa tầng hạt vé tầng sọc vé nữa chẳng tỏa transmission những hộp phạch đáy từ bàn dưỡng tục đại tà rên dưỡng bàn lọ này. Giờ dưỡng trả cái đó ok chẳng hạn đi nhưng khơi anh ta bộ step index là mình một trả với thua mình dispersion đó chúng ta internal intermodal là internal kháng khóng này intermodal dispersion được multimodal dispersion mình một trả này detection tram. Chúng ta có optical vehicle fiber with home mà thì một tram. Này, và đó chúng ta nhịp xe như này, còn tại cái miền optical fiber mà phổ tiếp cho chúng ta credit index multimode. Core with home đấy. Còn tại cái para tram sẽ tọp này. Vector index tram sẽ tọp khớp khớp này nhé, mình như tiếng parabol. Chứ đâu bây giờ chạm lưu cho tới khuyên nhịp bèn mà đó tí tăng đi prom cái này. Anh ấy hai cái kia vậy thì cái chẳng mà trước đây tôi lưu được những trại châu tới về miền vèo lên nhỉ miền là bọc hiu bọc ho bọc bày tỏ thế trên bên trại về châu tới tập lưu những về miền bọc bày tỏ nó trả ơn gì bọc ho tạch bọc hiu nó nhìn tạch chỉ đã đọc về lưu nó đã nó đã miền vèo lên xem xem liền tình định đó về rút má châu mà đo thì tăng đấy nhưng hơi thá mà đo thì tăng đấy prom cái nè thế nhé prom cái nè còn tại optical fiber nó có thao này trong mặt hàng optical fiber nó bị chia dispersion intermodal dispersion còn tại bị thao này phụ thực thư cho layer này làm bây bàn được thêm decorate đít nhận toàn đấy chương trình này tế ở đây dương bạn vậy thôi ấy v number nè v number dương mà chẳng thông mệt mệt thông chiêng ngò đấy mau thì một nè bảo mau thì một vì ai can làm bán được bây giờ thông chiêng pi cho buồn nè chương mau thì một nhưng mà xây chồng bán đấy nhưng chồng bán là sinh hoạt một chồng bán một tịch từ mày tôi chiêm chẳng cạn này như cạn này màu thì mốt nữa về thùng chương pi trích bốn cứ màu thì một em đó ok chẳng đây sáng khai lần với cứ một hệ optical bởi một hệ này step index profile single mode nhưng màu thì một cái step index profile với chỉ step nhận được nghĩa còn ta mỗi chỉ single là mỗi chỉ màu thì một đó là pn cứ credit index này lại nick hình cao parabol ấy chứ mà snow graph này cái thu tràn layer chỉ ai bị trả tiền buồn pram được đọc pay layer như thế này cái index sinh sinh như thế này thì bạn cả này đang cản lại rồi còn mình bị chạy cái tê say nhé bị chạy cái tê say thua bị nâng nâng đấy đấy chạy cái tê nó cao phần lật say như thế này thua ở lại nữa nghi xua phần lật đây như thế này ok chương này còn chiều thì hò mối
bẹp bòn chỉ môi đồng mang thì một fiber tầng cái này là miền rùa của môn đền đấy chứ ta chỉ phải hai và thái chẳng thì dương ảnh nốt trong các buổi sầm khăn sầm nhạt dương đài chẳng bật sinh thì dương phở optical fiber và phết mang thì một để miền refractive index và phần này bay different refractive index zone cho zone muối chẳng hạn nó dùng môn mấy nhỉ ăn muối đỏ ăn phí chạy chỉ môi nắng ăn muối ấy chẳng cái bạc ăn muối different máu dương rồi khơi ăn phí đấy ăn phí mà bạn này dân optical fiber nó cứ miên bảo vệ mà cả lô mà cho nên cái xua rồi cái đó khuyên bật thiết này chân delta t nè delta t ní cứ chỉ broad nè broad nơi cái này nè nhé nè nè nhưng mà nè signal để dương và chun dành tới là sắp là nó xích hình chốt chân lại nghĩ nhưng khi nào mình rụng của một mùi nhỉ rụng của một nên cứ bị chạm về cái data tế power duration này đấy là cái nông viên muốn data tế power duration này duration nó cứ pha là bao nhiêu này đã đập chun này cái nó này này cái nó thì call fiber để mình được tiếp cận nắng min và bay mình nắng vì đường thua ở signal những broad nè broad bột time ha sub nano second điện cái nhé bột time nano second điện chứ lúc môn có cứ ăn mùi cái rễ ở tại tá c ăn pì cái nhé lúc môn quan trọng đẹp gì cho nên cái này ta khơi mà hai ha sub nano second để signal với đường rì OK, còn đấy. Mục tiêu họ thể hiện đặc trình đấy. Mục tiêu là lại những cái đã đọc nano second. Trên những thử ri ta đo mà hạ sập trên thử bột thay hạ sập bằng tiền. Trên thử ri đo học sập nano second. Xích nào dừng ri nhé. Trên là nông lẽ khan những thử thứ mấy. Nông lẽ khan nó bật sân gì dừng đặc này đọc nano second. Anh ấy đọc nano second. Đấy. À này đọc nano thì khánh à muối số muối đặt tới cứ con khi đi đem đó con khi đôi giờ rút muối này giờ nhé con khi bình đẳng còn tay và sân bây giờ đặt hình chún rồi biệt này nè đặt hình chún rồi biệt mày nhẹ đôi giờ cạn đấy nè đọc nano thì khánh nè cái đã hạ sập đem đó nè cái giờ hạ sập hạ sấp nano second cái tục cho lo cái này nấy hạ sấp tiền sồn hạ sấp cái này nấy hạ sấp ở đây rồi cái dương thừa chạy quấn rồi cái dương đập là cái này nấy là đọc là đái ok đọc hơi nano second rồi hay liên tục spare này hiện về như thế mà còn lại nít đọc nano second này anh ấy tục hà sắp bị chân ta chân như khi nào còn lại nó dương miền cầu tra này anh ở giật anh giật đấy giống là nằm bên cái design nó nằm bên tục anh nằng này tục trở lại lại nằng còn đấy anh ở giật nó return to zero return to zero nó cứ tục còn lại nằng còn đấy tục trở lại lại nó nằm bên dương bị chun trên đất bây giờ bị broad, bị broad tới bị ắt cường khi này đôi được bị này đây,
ta con liền chết mùi 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 sẽ là những mùi mùi mẹ mùi sôn mùi mùi sôn mùi thế ta đấy chẳng chênh bia cả lại nâng nè chênh bia cả lại nâng nè hạ sấp nanosecond chẳng bà sân chỉ bèn cái trang bán bèn vịt pi megabit chỉ mùi nâng time robot pha những 5 nanosecond chân nhìn khơi nhà mấy cái lại đi P megabit per second chân khăn ông mùi second nhưng mình bảo mạng bit pi poan pi poan bảo mạng pi poan bit tí pi poan ấy pi đạp xây côn bảo mối pi côn đạp xây côn bảo mối pi côn đạp xây côn bảo mối bảo mối rồi nông mùi second ok nông mùi second ok chân sử mẹt mạc bít nè mạc bít nắng vì miền màn sẽ khăn đi dừng chạy rô bàn ấy mà mọi sẽ khăn vì miền đỏ trần hôn bàn này đó là bê mạc bít với như miền bà màn sẽ khăn hạ sập chắc ấy hạ sập nano sẽ khăn tiền tỏa tình mà trăm rồi vậy, thì những toàn đó trăm rồi vậy, trăm rồi nano sẽ khăn đấy nhỉ, chắc đấy, mười rupee này nhỉ, trăm rồi, chắc rupee này nhưng khi thay dựng đặc chút ban thẩm tập pi megabit nông sẽ khăn đây. Okay. Vì mình sẽ khăn thế bởi dân đã phá nhân tớ bởi dân chỉ vì rít hà sắp nano sẽ khăn bộ thì mình làm rồi tớ vì rít bàn thẩm phần này thế này ok còn tại cái lành đi cái đạn chấm cái đạn bit interval này. Bit interval dưỡng trong đại đọc nano sẽ khăn thế nano sẽ khăn bởi vì tôi bàn bandwidth này để bandwidth đọc nano dịch khẩn năng miền bandwidth rồi hồi đó mà rồi megabit này thì trong bàn này bit interval này là tôi bán mà rồi megabit nó mà bình tĩnh này trước mặt sân chỉ dừng dốc mà bình dương đọc nano dịch khẩn phần tay dừng thời tẹo mùa này để thời con dịch nào cái này chẳng bây giờ đọc thế nhé đọc nano dịch khẩn bit vì thời con hạ sập đọc buộc thay hạ sập này ở chừng nào dừng chứ, chừng nào dừng chứ, đọc bên việc con đi mất con đi bình nặng, bộ hà sắp việc con đi bình nặng thì chứ, ok, cái tự nhiên trẻ, cái tự nhiên trẻ, đọc bên mà đo lại như output việc con đi bình nặng, để ta ra giống như trả này, trong bài tham mập hà giống cứ thở cá đọc nano gì khác, bộ thì mỗi lần hà sắp tới rì con lực đi bình nặng, ok. Chúng dân khơi tha bật sân dịch dân trong bàn data rate 100 megabit per second cứ signal dân cường lực nè còn chấm minh bàn nhà dân ai tục tối chỉ mùi nắng structure dân hạ sấp nano second bàn để đặt broadband nó optical fiber dân nè còn data dân cường nè bit error rate dân thông chấm optical fiber dân ai support đó 100 megabit một mình thì đấy ai bật lại như vậy nhưng bật thôi data rate mà thấm 2 megabit không mà bình tỷ chúng kia đã pha với đó 500 nano dịch hắn 500 nano dịch hắn còn đây ở đây là dương từ tool bán cứ để ta đến những tích bếch bán tâm pin mê nông dịch hắn à nếu ở miền bánh hà thế bố 500 nhỉ ổ tiêu tập hà dưới này cái này nhỉ thông mùi nhìn chẳng 500 này cái này cứ 500 tiền
chúng mình bị cồn đi hà sắp cồn như tập anh ấy nữa hà sắp anh ấy cồn đi mình tí thế nhé chúng mình đây tập mình data môi sâu này nó ai đi thạch vàng còn ta data đây đứng lại cho thế nhé cho là data đây thống pha dương tịch chúng mình bị dương tràn với cồn như bình đẳng chúng kịp cặp đang kẹt này rốt này ta như thứ mạch rốt maximum bit rate này không chồng ngay nữa ok nông chồng ngay này nông chồng ngay mà lâu nữa nó tự gọi fiber nó tại hiện tại bit rate format là việc xong rồi chẳng cái bên cùng một mũi điện này BL max C and P and mũi cái đấy còn đang tại tas thế nhé sẽ đầu cùng một lo mình tại chẳng bị kẹt điện tới dân khinh cập nạp bán đấy nè thì kho fiber dân hàng lớn nè thưa mấy thưa tử có mọi ta lớn có mọi ta lớn P mập hay megabit ta lớn lắm cứ bit error rate dưỡng cao này còn đây này chả mấy rung môn này sẽ rung môn lõ nữa chẳng sợ sẵn chinh bị sắp hơi mà dưỡng ở mình bê sài thì này sẽ thấy những thật nốt túc dưỡng chọn mơ bê sài cho mấy tên tầm ưu nó sắp hơi của áo mà thế chẳng bàn hoặc hay megabit nó mặc lô đây chẳng mặc lô dừng đặt bán mà pay megabit cho đó là pp cho lô p cho lô thử thôi mà cho anh p nè p cho lô cho anh p nữa sao đọc đọc megabit đã đọc đọc cho lô tiết nè là sao mà sao p megabit per second toán đấy toán đấy nè chính như khi nằm mang thì mốt đặc chun là bàn chừng ngày đấy đấy bộ mang thì mốt đặc chun dịch nào là bàn chừng ngày đấy là bay bàn chừng ngày bán to tài dương tần lẽ để tàng rệt bao nhiêu ok chân dương miên rung một mũi tiết cái cổng phe để tà tê đấy chuẩn môi là step index fiber hay là parabolic index fiber anh ấy cứ credit index fiber này anh mình bảo vay mà cái lô mạng bảo phần đi chân data xảy ra bảo bộ này chân anh ấy cứ multi mode dưỡng hạ sub nano second cái nhé môi xài và mối môi xài prap môi xài phần môi xài prap môi xài phần chân cái kẹn đi là mức cái kẹn đi rõ đấy data dưỡng này different reflectivity và dưỡng mà phần đi và to một tiết step index fiber mode step index fiber mode cái bên của một đặc biệt này cái điều một đôi giày này một điều gì chắc hoặc là step index thế kẻ này tới khi là signal nhưng để thử broad nó cứ bột thay hoặc sập bấm cho 2.7 nano second cái đó là p của bộ gradient index fiber để cụ dây mà nhấn đấy một biết nhưng khó khăn như này nhá để ta gradient mối anh ấy bấm bảy c này bấm bảy c anh ấy admin ăn pi vào đây giờ bấm bảy c này bẻ pon cho mình kho thêm đó về thì dương kẹt này tới dương khơi nha giống mày này credit index nó dương khơi nha nè tích mình đèn sôn cho sôn mũi tích mình đèn cái nhé tích mình đèn credit index fiber ok cái gì vậy nè broad parabola những tích mệnh đèn xem optical fiber này tăng optical fiber nó gọi thao đây nè để cái ai design band ray bờ lưu dương riêng cao ông bàn đo chân tôi mới được prom cái này bán nữa đấy thao thế cho mà đo sầm nô tìm vào thấy buồn optical fiber nó nóng chó thì para lens để mình được mirror aperture nó 0.4 tối mình đem đấy ai cái clip tiếp asset angle thì môi nó skew rate rồi được rồi nè skew rate nè cao nè bánh tới cao cách tam nó không thể khó nè chẳng này có cứ chỉ asset angle nó không step nó không bị khó dương thòm đà nhá cứ một hay bấy
6.6 degree. Chẳng những bánh mới chọc nâng cao nâng máu, nhưng tựa bán total internal reflection này. Còn tại đó là phê xa mẹp school ray nè, school ray để dựng bánh tới vì ray cao này nhé. Cuối nhé, cái hạt chọc, cái hạt cuối thế nhé. Chẳng hạn nâng dựng khuyên thá cái prap thảm tiên nè, reflection, chẳng hạn gamma nè. Chẳng bị khó hẳn tình nè, accept thêm mình có xa mẹp school ray. School ray dựng mán. Cos, thảm cos. Chạy tới khơi mát đi chứ. Khơi mát đi đi. Mặt tràn đấy. Ok, chẳng nhầm chay tận đấy. Đã được rèn đi tu chiến, được thông riêng à, cho thêm anh gọi thầm em đi thầm ta. Ok, dừng cho một đo dùng nó bị chất buồn này. Power transmit, nó optical fiber system mối. Chẳng dừng với chun optical fiber mối là mình power mãn xôn chất xôn đọc vì. Nè, kìa bóng lại trên đi bị âm. Tóm tiết xong nổ bí kì tự tùa bán độ 5 dBm chẳng convert tới kia milliwatt vinh xa mạng mạng. Khởi mát đi chứ. Riêng kẹn đi nè. Khởi mát. Kì dBm đi xa mạng kì. Đọc lâu. Bánh tới kia milliwatt đó là mạng đọc pi milliwatt. Khởi mát. Thế giới lưu hùng gì vậy? Chạy nó lơ 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 đi bị ấm đọc tranh vậy. Ok liên kẹn ní nè giặt thường là bạn ba này giặt bật ló giặt mít thơm mà nè đọc tranh vậy đi bị ấm chứ ngó xua hỏi mẹ chơi tầm biên cái lùm hạt liên vừa liên cái đấy nè đó là bên ấy receive power nè tập ram đi bị ấm vậy. Chẳng bài tới chia milliwatt mình mà màn chẳng đọc lốp đọc pram à chẳng lòng x chẳng là đại x nơi lỡ môi milliwatt mà đọc pram đi bị âm. Ok chân bài tư vinh nhất mà bán từ dưới mà bán đi smile PO milliwatt smile nâng đọc này cuốn PO dBm lơ đọc ស្មើស្មើស្មើដប់ស្វាយគុណដប់ស្វាយគុណដប់ស្វាយគុណដក0.5អញ្ចឹងឯងដក0.5ស្មើ0.35មីលីវ៉ាត់0គឺបៀ0គឺបៀម៉ាន3 2 3 2 มิลลิวัตต์นะเรียนធ្វើដល់នេះយើងលំហាត់ប៉ុណ្ណឹងមកធ្វើឲ្យខុសឲ្យវ៉ាន់ហ្នឹងងាប់ហើយខ្មាស់គេណាអញ្ចឹងដប់ចុច8ត្រូវនេះអានេះ0.31ហេះតើលំហាត់អនុវត្តណាខុសឲ្យវ៉ាន់ស្រុកខ្មាស់គេណា OK chúng dùng lực làm vinh được cái này V number này normalize frequency được V number nó chỉ nhận cầm nắp chấm nguồn mode reflection này cái nó bị co fiber này chỉ nhờ trong bàn chạm trong bàn tay chấm nguồn mode tay pi được cả mùi pi cho cái nào
chắc nó bây cái này nhưng khơi nào vì tàu chiến ở rưu xe máu bị chích buồn tàu mà tích kia dưới đó làm đà này mình chắc làm đà này chỉ prom đài chỉ bèo lên cầm nạp prom đài cái là cut off bèo lên cut off bèo lên chỉ prom đài cầm nạp ta ta dương cua đã bèo lên trầm bà màn nằm bây giờ bán mô điên tịch mình chắc mà sân dương kẹn thì tới dương khơi bèo lên dương mũi cái bia gram micromet chẳng cho nè rồi có pi nè rồi có pi micromet chẳng đâu ok cho những thứ mất vô vào lên đó cứ dưỡng anh nó chỉ prom đáy nè pi chơi gram micromet cho những cô thì vô cho kháo rồi có vô láng chạp pi micromet làng tới lưng nằm bây giờ tôi bán một tịch một tích này không cá đừng chung bởi lưu nè anh hiểu thì cả một trái nữa có một tích mình nè anh đang sầm nô sầm nô đi nè sầm nô bong bạch nhá nè đi dương mưa mất sầm nô nè à lâu vi nằm bớ anh chẳng trong bàn một tích to là tôi chiêng pi cho buồn nó sẽ tất cả đi đất dương ngồi veo lên mình làm đà mình cho làm đà nắng veo lên nắng thì đã veo lên si cut off veo lên giờ ta rơi tới khuyên pi micromet chẳng mà dương rơi vô bình lưu là bây chạm cho nó bị có fiber đó nhưng nó tàu chiên pi rồi có thông chiên pi nằm bây từ tôi bán một tỉnh không nằm nhìn thấy chơi bán đấy chúng rước miền tập pi đi cho ra hình tịch anh đang bù là hai đây Suvannaroad vạn nạ Suvannaroad loại bàn đấy lại ắt má đó cô đó ắt chứ lấy chào mất ta vô thùng giếng rồi vô tịch chìm lại cháu vậy đang mù hết chứ lấy chào ắt bánh vậy mù là hết nên là lại cháu tôi giếng là thùng giếng hay tịch kịch nè bò bánh nhà thế này nè mình bị chạy cái tì ấy thùng thế tôi chiêng được cô tôi chiêng Wayne Carbon Wayne Carbon hay chi yim rơ mù lai nè dia thôm chứ có tịch diện làm bây tôi bàn một tịch tăng tầm một tịch reflection tịch những ai đã phải bởi những ai được chún để ta rít bàn trang thế xong khám tin cho tin lá trong thứ mấy ai bàn ta để ta rít nè trong bàn để ta rít cho ra nè những ai để ta rít lên được chún mang lên internet lớn nè prapra sẽ bài chật đấy à trong hôn dương là bay chẳng được Wayne Carbon, Wayne Carbon là này. Bài được không? Ta, tàu chiến được thông chiến. Bật dần chỉ kẹt này tất khơi là làm đa xì nắng pi micromet. Ta dân cô rơi dọc lứ, đại mình vèo lên thông chiến pi micromet, được gọi tàu chiến pi micromet. Nhưng cái thể do tàu chiến này mình mù lại đấy nhưng ở chứ bài được ở chứ bà đầu tiên chẳng Bân Chăn Thi Bân Chăn Thi Chăn Mạc Rá bạn đó. Thông chiến được của tôi chiều à giờ tàu chiến đời xa nơi không tới lại lại về nước nhưng khơi sinh nhà tàu chiến rứa má dạ giờ tàu chiến ấy chẳng toàn đâu trời ơi nó còn mưa sinh nhà đi có thả mau vì sinh nhà này tại hello còn cho lòng luôn có nữa nè ok dừng chỗ đó trên nhị tá
Chà là cổ. Tàu chiếc được thông chiếc. Thông chiếc là cổ. Chiếc, nhưng rơi vào vèo lên và lứ. Tại mình vèo lên thông chiếc pi micromet, chẳng ấy. Chà là cổ. Hãy đấy. Cách thay bà xưng chỉ việc thông với ai thơ làm nở lươn chiếc à đi chắc là cổ. Dạ, họ cạc chất đấy ạ. Chà. Mình phó tàng nối được một niệm mưa phó tàng để đứng như bánh cắt tham mưa đi và hình thà đang giờ tàu chiêng pi micromet đó cứ dùng từ tàu bán một chiêng pi ấy chiêng pi đỏ đấy từ rồi vậy ta tả lời rồi nè smart chân mình mình là smart chân cái lỗ mình là xây nó cái rồi nó khơi như nó cái mới khơi nhé cái mới khơi nhầm lo cho ngàn giấy bàn mà mình ấy là cố xuống xuống sang mây mà nhung sập đi ra xây bàn mình sầm nua xuống thả nè thì mình có muốn vi nằm bờ trong bàn này một tích tọt tàu chiến rư sma pi cho bà bàn nè đó là tập cái tiên rô vèo lên nè cái tiên rô vèo lên ni máu thì đã vèo lên si khát áo vèo lên chỉ prom tai cầm nọt đấy cầm nọt thật ta và xin thì dừng giờ vèo lên phần lưu một hệt ná bàn một tích ta kẹ nia tới thì là kẹ nia tới hơn pi micromet chẳng đập bấy bàn vèo lên tích dương cô thì giờ phần lưu để mình vèo lên thông chiếc pi micromet với gọi tích chiếc pi micromet lúc đầu cái này không sao chẳng mấy lúc đầu cái này nhưng cái thay do thông chiếc lúc đầu cái này nâng ba sân chiều bèo lên với can đặt thông và này thao về nâng với can đặt tụi lúc đầu mưa cái này nè nhưng mưa được một lời lúc đầu cái này nhờ vì qua cái này nâng bèo lên với nó bị khang cầu mà này thao cái này nâng ba sân chiều bèo lên với can đặt thông mà này thao chỉ luôn này bỏ từ lại về nâng với can đặt tụi ok từ cái nhé họ mới bà phó cái nhé họ mới phải chạy cái tê từ đây như thế đi cái vừa đẹp ra chỉ rụng một nâng máu chảy máu thì họ phần nắng từ giờ thông nhất là tàu chỉ best lớn nè chắc mà kẹt nếp pi micromet khơi pi micromet chỉ prom đài nó chỉ sai và toàn prom đài ta dân cua giờ thông trước được tàu chiên là bày bán một tịch chắc là vi number đi tách lutra ta vèo lên những thông nè cái nhé một bom vào nhà người như này cái nhé nó giờ mình xài được một môn này nhảy vào này nè phải xài máu giờ được một môn gót mà mưa một application real application này nó cả rước thì còn phải bờ dưỡng miền để ta xịt chơi 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 tại vì cô đã học tiểu vào lai so thật nà cái nhé chân đi dân trời trời nè, cứ mưa cái này đi chân đi dân mưa này cái trời đây khoảng là viên một mai tích những thứ bỏ bỏ cho bỏ làng cái ai đồ ở nhạc đồ ấy nè còn thế thì bỏ đi tên đi bỏ đi mà đi vinh máu này nhé chân vi thử anh đi xin nhà rối vi thử bài tình dạy chân mặt đi dân mưa khó tích năng thử ấy nè mình đi dọc là cái mình trời mưa ở nhà nắng mà cả ra ấy. Biết tự nó cũng mười cho lắm ta chân xung nô pi trịch một bờ cắt áo vèo lên xung nhập một con fiber step index đẹp miếng mùi trịch mùi micromet anh chân làm đa si mà quán nè mà mùi trịch mùi micromet cái nhé chúng bạn sẽ dùng rơi vào lư dùng trong ban mô tích dùng cua để vào thông chiến rồi còn tạch chiến này chúng bạn vậy như thế này cứ dùng vào thông chiến này nhé chúng bạn vào mũi cho mấy rồi còn mũi cho phám micromet làm bây từ tua bán mô tích mọi người reflection tràn cái nhất đừng nói vì có phải bờ nắng chẳng để ta rèn dưỡng bán thông
bắt đầu một tiếp dương khinh coi index hoa dương nè coi bởi nó ăn vần đấy hay data different data nè different ấy cứ ăn muối đỏ ăn phí chai cho muối nó ăn muối refractive index different dương cái số rơ co radius nè anh cái gặp nót co vinh nè cái số rơ a nè ta cứ dương dương miên cắt ao bèo lấy của bạn làm dương kẹn này á cắt ao bèo lấy là cái ao màu trắng hay bây giờ dương prá dương prao lại so mua chục bay còn mua chục pram đi cả đấy ta lấy dương ở toàn prao bèo lên so một lượng mùi nát đi nhưng mà cắt ao bèo lên nó mua chục mùi sần hay bắt đầu mà tiết dương mà mưa nơi cái lái kho rangers ni mình cầm nát kho rangers ni ok nhưng mà call it just nó rồi hơi dương mà kẹn này call it just nó bày tụng thứ mấy ở bán một tịch chẳng kẹn này à này mà mình ok chẳng quyền là dương kẹn này dương thử rõ anh pi dẫn mà mùi chất sai sắp buồn đấy mùi chất sai sắp buồn thành bệnh cầm liệt lý căn tịch chẳng đọc rõ a mà mình máu chẳng kì dương kẹn này nó vèo lên c và dương này mùi chất mùi ấy chẳng kì dương kẹn này mưa phó lại khó ấy. Mỗi dịch mỗi chẳng bị kẹn đi tới dân khuyên mà mán kho là giờ và dân pi cho thẳng bay cho bay micro mạng chân kho là giờ kho đà mẹ và dưỡng cư bộ mùi micro mạng chân xong luôn với cái số này xong luôn là bọn bạch nha nè bật sân đó chân cái số thật ta khát ao vèo lên những mùi cho mùi micro mạng nông thì kho phải bờ dưỡng á cắt ao về lấy thùng đá để chuẩn bị spec là bao thì kho phải bờ dưỡng chẳng sầm đuôi trong cái cây xua lấy kho ra cho dưỡng mạnh mẽ bảy micromet chẳng cái xua thật ta bắt sinh gì dưỡng ót phở veo lên mùi chất bụi đi đê nhưng phở veo lên mùi chất hà sập ram micromet xua thật ta veo lên một phần năng chạy cho được nông optical fiber năng thật ta về miền single mode được gồm miên tràn một nòng 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 bị co phai bờ nè xoài bàn đấy tam nhân sinh ngọt mốt được gồm miên mà thì một là bây giờ dương prá vèo lên mũi cho hà sập rằm laser này laser diode dùng prá nữa. Nói gì vậy? Xua thiệt sật. Hình kìm thong. Ba lô phụ. Loài ba nế. Đưa chi sinh gòn mốt lô phụ. À chi sinh gòn mốt hai đấy. Thì phụ lambda viết tâu chương lambda si. Tâu chương ạt nam môn. Vì thông dạng môn, chẳng mấy này. Vì miền, vậy vì càng là tàu dương môn. Ok, phải trở nữa. Vô bắt đó thôi nhé. Chẳng đi xa anh Linh. Đấy, bà này. Chẳng những khuyên tha, vèo lên những thông dương khát áo vèo lên. Chẳng xin gọi một dương khát là vì nằm bờ những tàu chiên. Tàu chiên rồi mà vì chạch bốn ấy cứ xin gọi một. Đấy, ok, trở toán sắm máy như thế nhé, easy. Tổng một tiết, sắm ra một cầu fiber 80 km. Đấy, còn mình low coefficient. Đấy, mình riêng tìm môi này, chẳng mình là low coefficient zone cho size sắp môi zone cho zone size sắp môi mà low mạng. Chẳng hạn này là đặt lại lệch trong linear scale, mình low grid đấy. Chẳng kia xua rô tô tà lôs và sân bá power dương cho tầng nắng cứ bay đi bì. Chẳng kia xua rô output power nó sao mà anh kết chìa milliwatt hay nhằng đi bì ấm. Nhìn chà mấy này dương. Xây kia nông. Anh nông xây kia này dương. Xây kia nông. Nè, nè, xôn cho nông một cái lô này xây kia này. Cứ A, alpha này cứ coefficient,
còn tái thực côn ở bên đây tiền này trên cái db này à này cứ low linear scale à này low đấy còn ta này low grid scale db này lịch nới như vậy anh đang định mình làm hát đây này nó không vượt như này thấy chẳng bạn gì cho anh đấy thấy không vượt dương phụ mình đạo ấy bạn bạn đã đọc bốn nét đấy nè anh nói khổ đáp không nó khổ anh nói khổ đáp không khổ đáp chứ anh bạn khổ 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 đại đó là khổ khổ đại trong khối cái này đại trong khối so problem in slide in three slide that so cái cụ ơi note tốt là nó homework homework chừng này có sầm khan đấy nè nó mình data rate à tập bộ mod data rate anh đi lẹ cái nạ rồi bỏ optical fiber wavelength đã mạch đã mạch à lấy mà đo power cái nhỉ nè power chừng có mọi giờ lom này coefficient này cứ như tờ lái a linear scale นะ admin ขนาดได้กระติกក្នុងกิโลเมตรต่อละปี logarithmic scale វិញ coefficient logarithmic scale វិញ តគុណ time នេះ 4. នេះយកអានឹង តគុណ ជាមួយនឹង 4 គបា 3 4 3 ទៅបាន db មាននិយាយអញ្ចឹង បាន alpha f ហើយ អញ្ចឹង 80 គីឡូ ណា តពី log sal ប្រមាណ ionical power យើងនេះ p0 យើងនេះ 3 dBm đây là xây lên nhỏ trời xây lên nhà đi linear scale đấy này mình lô gửi đây chứng kẹt đi nhắn mệt mở mòn đó chẳng khi kịch côn đấy nè giờ ta côn dùm môi nó xôn cho chứ nè chẳng hạn ấy dạ hợp dạ tiết là cứ A hạn ấy cứ alpha F đấy à, dB scale đấy nè dB nó mà cả lô nhé hạn ấy lạnh bị côn phòng đa phía rối vậy nè chân ta là bên tô tan lô rồi bao dưỡng xôn trực bí côn bằng phải sắp khơi tô tan phải sắp lô mà nhưng lô rồi hô tật đó đập vào môi đi bì chó toàn à nếu kì bà rụp môn đi bì âm kẹt như nhằm mấy power nè power nè anh ấy thì anh ấy quỳ bò in อัน นี้ p out ຈັ່ງគេປາບໄປ power ໄດ້ຈັກໂຈນັ້ນຄື 3 db ອັນນີ້ຈັ່ງບອກມາ 3 db ໄວ້ນີ້ຈັ່ງແມ່ນບາດເດນີ້ບໍາຫຼາຍໄປ logarit ມາ db ນີ້គេຕຽຍອັນນີ້គេສາຍນະຈັ່ງນີ້ຍັງຮູ້ຮຽນສາຍຕັ້ງຕອນນີ້ຍັງគេສາຍມາດີໄປ logarit scale ມາ db ນີ້ power out dbm ສະມານີ້ດອກຢູ່ຫນຶ່ງ loss ໂອເຄ đó chỉ muốn nhầm loss chẳng power output và dùng bài từ low grid scale db đó cứ dùng ai thua cá và mang thì bộc độ linear scale miền bộc độ cuốn chạy chẳng giờ ở phố đó chỉ muốn nhầm loss tới như sao đây sao và mang này bấy đó đọc vào môi db nhưng khi là power để dùng từ tour bán sao đó đó bay db ấm chẳng đó bay db ấm chỉ muốn nhầm đó đó bay db ấm môi na thông diễn nãy đi dưỡng mình đã lát sẽ lõm nữa bay đi bị âm bay đi bấm nó cứ power để dưỡng chạm vào chỗ này input power này. Xài dưỡng chắc là đi bay đi bị âm cái chun đó mà đo lại trong thằng đấy nhưng là sao đo đập bay đi bị âm chẳng bay đi bị âm mình đo đập bay đi bị âm mình đã thông diễn sốc chấm rán nó tầm bạch xuống thì anh xuống luôn đi chân đỏ đập bay ấy đỏ đập bay tàu chiến ấy mình thùng chiến ấy nhận thuyền nhận trả lòng nhỉ nhận đỏ chân bay đi bị âm đi và mán cất chỉ linear scale với cái gì mình dây ấy còn dây
xôn chân 7 lấy ông phòng 7 bây đi bởi ấm smart mát hả như vậy đọc xoay cuốn xôn cái bia 7 smart mát phòng 7 lấy phòng 7 milibat đấy trời ơi khó khăn pram ấy nhiều chồng mình đã chụp cấp chụp lấy chứ hình mát nhiều bay đi bám vào mán milliwatt đó là bay đi bị âm nít cứ má sốn cái bia sốn pram milliwatt hồi trước ta là bên đọc vài con sốn chuẩn bị má và má môi chân bốn này pi milliwatt cho càng buồn cùng vì ai quỳ được không bạn pi milliwatt cái nhé chân signal power trên pi to và dưỡng pi milliwatt trên tới dân ta xóa bán thật là sâu trên sâu 5 milliwatt đi ở dân tham bằng nắng sao vậy bật sân dịp xa mẹp chi dây âm với mà mán đọ mà rồi pi đi bị âm đi bị và còn nơi ai thì thành signal bàn này thế nhé đọ mà rồi pi thôi nhé sâu cái bên mà mán sâu bên sâu 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 mà cái đấy có tua sạp nhưng mà anh đi thạch này đi thạch bàn này ta phải khó mình tiếp cái bỏ chào là hiện giờ thì bị ai e rồi tràn về thế nhé anh đang tua sạp mua giờ base station ok và to một tiết nơi rùa cái này ní cứ vì chạm con cho mùi nằng gèn gén thì những bột này chân có call fiber muối mùi thằng lột F họ mình phải ở những lỗ những thằng đã sọ F thì gén những thằng đã sọ G cái trạng này rớt output power họ mình phải ở cái chất DBM chẳng được chỉ rụt bằng môn chân rụt bằng môn để dân kẹn này chân máu cứ output bằng những DBM này đánh slide được bằng môn nhất đấy để slide được bằng môn cho máu này chân nhưng khi thằng gén cứ bột vào chồn lỗ nó cứ đỏ bột cho mỗi năng input power power đang mà dùng được tiền bánh bay đi bị âm này bị tiền dương bị thèm đọc đi bì cái lô dương mãn mánh đọc đọc vào môi bị chân bằng sao mãn đọc đọc vào môi đọc đọc bánh nó sao đọc bay đi bì ok trẻ thuế đó đó bị đi bị phải sôn bị mà sôn bị pi sôn bị sôn pi ok rồi chân người ta khinh ghén cái đằng đó bộ của châu lại lỗ đỏ chân anh ấy mà rối mà ghén cứ bộ và lỗ cứ đỏ sao mán cứ này cái okay, mình chẳng ngon lấy ấy, này chứ mình chẳng ngon và admin tế dừng sầm ra đọc đọc tia mà đọc thì tí dân chỗ mà quýnh dân chỗ lẹp chẳng đi dân cồng thì mối vừa bật bằng hai nhóm phí lẹp nè từ bên getting start này optisim getting start ta mình sẽ kế nồng nắng và show cái thằng simulation điện máu thật lọ chẳng bên chẳng thí gì môi năng chê nhị ta à thật lọ bên chẳng thí hay năng chăn mạc rá ai đọc rộng thì phí tiết đấy chê nhị ta mùi sopanya. Tỏ nên đi nhé.
tỏ xâm lạc đọc như tì, mà đọc đầm tì châu quýnh châu lẹp.